Đấy rồi, cuối cùng có pha làm bàn dành cho trận đấu này. Và nó thuộc về các cầu thủ của Coffee Cây Xoài. Thế Cải là người đã khai thông bảng tỷ số của trận đấu. Pha ghi bàn dành cho cầu thủ Martial số 19 là rất vừa vặn. Một cú đá ở tầm thấp và thủ thành của Winner Long An lần này đã bị đánh bại. Vẫn còn Khang Đỗ, một trong những pha dâng cao đầu tiên của số 3. Cơi! Bóng trôi qua lững đững trước khung thành của các cầu thủ Coffee Cây Xoài. Và tất nhiên là không có quá nhiều những sự vất vả cho thủ thành Quốc Bảo ở thời điểm này của cuộc so tài từ độ trận đấu. Đánh đầu 2-0 dành cho cao thủ của Coffee Cây Xoài. Lần này đó là một tình huống di chuyển khôn ngoan dành cho cầu thủ Martial số 12 hậu vệ Tấn Kiệt. Pha treo bóng ở đường biên phải trong một tình huống đá biên. Có vẻ như đó là tình huống của số 3 Thanh Duy. Tỷ số đã được nhân đôi lên là 2-0 dành cho cao thủ của Coffee Cây Xoài. Một pha treo bóng, cuối cùng có pha làm bàn dành cho cao thủ Đại Long An. Thủ thành Quốc Bảo đã dâng lên hơi cao và đó là điều mà chúng ta trông chờ vào những cầu thủ thi đấu nổi bật. Minh Tâm là người đã khiến cho Quốc Bảo phải ngậm ngùi. Một tình huống đưa bóng từ khu vực phần sân nhà. Tấn Hưng. Nguy hiểm! Một pha bóng dướng rất tốt dành cho cầu thủ của Coffee Cây Xoài. Vừa có được bàn thắng rút ngắn khoảng cách thì các cầu thủ của Huy Đại Long An tiếp tục để mảnh lưới của mình bị sụp lên. Lần này người ghi bàn đó là Văn Tình, cầu thủ Martial số 10. Trận tài dẫn trước 2-3 được thiết lập và lần này đó là 3-1 dành cho cao thủ của Coffee Cây Xoài. Cơi! Pha chạm bóng lại hơi chậm của Pantoma. Đường chuyền vào! Cho một tình huống phản công nhanh sau đó của các cầu thủ Coffee Cây Xoài. Và đây là cú đúp đầu tiên của trận đấu. Văn Tình là người đã hoàn thành sau cú đúp. 4-1 rồi. Một tình huống triển khai tấn công nhanh mà các cầu thủ của Coffee Cây Xoài đã hỗ trợ cho nhau cực kỳ tốt. Đặc biệt là tình huống dâng lên ở hành lang cánh phải. Cầu thủ Martial số 20, đội trưởng Phong Ribery là chạm trung chuyển rất lý tưởng. Trong khi mà họ đang gặp khó khăn cho những việc triển khai tấn công thì đây là một pha bóng cố định đáng chú ý. Không có sơ sẩy nào trong tình huống vừa rồi của Minh Tâm. Cú đúp dành cho tiền vệ số 16 của Huy Đại Long An. Tỷ số rút ngắn còn 2-4. Pha bóng cố định thành công dành cho các cầu thủ của Huy Đại Long An. Kiên nhóc. Được bơ xi. Pha chạy chấp của những người thi đấu với chiếc áo số 14 Đức Bơ Xi của Hyundai Long An. Và số 14 còn lại người được sử dụng trong cái đấu thứ hai của các cầu thủ Coffee Cây Xoài.
Lại là một pha phản công nhanh, chuyển trạng thái rất tốt của các cầu thủ có vị cây xoài. Thực sự thì họ tỏ ra quá hiệu quả ở trận đấu ngày hôm nay với những pha phản công nhanh. Một cú đá tuyến hay, rồi bóng ngược trở lại. Đấy rồi, rất nhiều những tình huống mà các cầu thủ của hai đội đang lập công và tạo ra được thế trận khiến cho bàn tỷ số thay đổi liên tiếp. Lần này đó là pha ghi bàn của Kiệt Nhóc, đó là bàn thắng thứ 8 của trận đấu và pha lập công thứ 3 của các cầu thủ Hyundai Long An. Tỷ số được rút ngắn còn 3 năm, nhưng cũng cần phải nói rằng từ thời điểm mà trận đấu có bàn thắng và vượt lên, là pha trả bóng về. Không lạ khi số 16 vẫn đang là một trong những vị trí di chuyển để là điểm đến cho những pha bật tường. Tuy nhiên thì chưa thể có bàn thắng để rút ngắn khoảng cách nữa dành cho các cầu thủ của Hyundai Long An, thì mảnh lưới của họ tiếp tục bị rung lên. Lần này đó là bàn thắng thứ 2 của Út Nghĩa. Một cú đúp nữa được thiết lập dành cho trận đấu này. Tuy nhiên lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại diễn biến trận đấu của các cầu thủ Hyundai Long An và công ty Cây Xoài trong buổi tối hôm nay tại sân đá Hải Yến Thuận Đạo. Tỷ số chung cuộc là 6-3 nghiêng với công ty Cây Xoài. Với kết quả này thì công ty Cây Xoài giành trận đấu thuyết phục. Cảm ơn hai đội bóng mang đến trận đấu này và cảm ơn những sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở trong những trận đấu tiếp theo vào ngày mai. Còn bây giờ tôi là Yên và anh em ekip truyền thông Đô Pi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.